À, đây một vườn mai các bạn, vườn mai rất là nhiều. Giờ mình thấy đây có một số cái mai lá số các bạn, quay một vài cái mai lá số mà rất là đẹp ở đây. Ngồi chơi ha. Bông dày mà màu rất là tươi. Phải mai giăng lùm thôi, mai tự nhiên, không có thớ thần gì cả. Mà bông quá là đẹp luôn. Tự giá những cây như thế này thôi, đâu có cần cầu kỳ lắm gì đâu, rất là đẹp. Bây giờ thì những người chơi bình thường không có nhiều kỹ thuật về mai thì nên chơi những cây như thế này. Mình thấy nó rất là đẹp, trường đồng tết nó rất là đẹp, không phải cần thiết hơi uốn éo gì cả, tạo tự nhiên, nhiều bông, bông đẹp là ok rồi. Rất là nhiều, còn nhiều đây, vài ngày nữa thì cũng rất là tuyệt vời quá. Đấy, bên đây có hai cây đang nở rất là nhiều, mai thường thôi, và cũng là một cây mai dẫn lâm tự nhiên, không cần uốn éo. Đây bên đây một cây nữa các bạn. Trong khu vườn này thì có khá nhiều những cây mai dẫn lâm tự nhiên. Lâu năm, chắc phải 7-8 năm. Một số cây nơi sớm. Cây này thì cũng bụng thật. Đây cây này nữa rồi mà ở đây thì cái giống gì đây ta? Màu này thì bông khá là đẹp nhưng mà cái màu thì nó đậm, không có sáng bằng những cái màu kia. Các bạn thấy bông nó ít tươi hơn, nó không tươi hơn nhưng mà màu nó rất là đậm. Đây một mai, một cây mai lập tự nhiên chưa nữa. Các bạn thấy cây này, không có đậm, màu nó không được tươi. Vì những cây này thì cái màu nó rất là tươi, màu cực kỳ tươi luôn. Khu vườn này thì quá nhiều những cây mai đẹp luôn đấy. Cây lùm nhiều thôi. Nhiều cây nữa các bạn, cây này cũng nữa khá là nhiều rồi. Đây cái này là mình lại bông cực kỳ khủng.